nhiều số cái nồi có nước chấm ra. Cơm sáng giờ là mình tốn bao nhiêu tiền cô? Chỉ gạo à, cá mắm mình có nhà. Lần đầu tiên được cầm con cá linh nè. Bây giờ thì mình với anh Bùi Hộ có đi sang mấy chiếc xuồng ghe kế bên này để xem thử là mấy bữa nay có cá không. Dạ. Cho con chui vô trong con nha. Cái rổ cá mới thấy đó, cho thử mấy con cá linh thử. Em chui vô đây nè. Cô cân cá linh này cho bạn hàng là bao nhiêu một ký? 101, mà đâu có cá đâu, bữa nay cũng 101 không có cá. Vậy cũng đâu có bao nhiêu đâu, đâu đủ thiếu gì đâu. Cái này chưa được mấy lạng, này mấy lạng chứ mày. Mấy lạng. Cua cá. Nhà mình là chỉ làm theo mùa nước thôi hay sao cô? Còn mùa nước là bữa nó là khô đồng bữa hút về nhà dọn. Còn mùa nước trong đụng có 2 tháng rồi con ơi. Còn ai đổ không đỡ. Thường thì mấy giờ mình đi vợ với 3 giờ phi đổ. Vậy bạn khác. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi theo cái chiếc xuồng nhỏ của hai anh. Bây giờ mình chui qua cái ống cống ha anh. Qua cống bây giờ tôi đào. À. Anh xích ra trước mũi cũng được nữa thôi. Mới đỡ mới chạy về nãy. Không có cá nữa. Tại nãy mới đổ nó giờ. Ồ, wow. Kìa có con cá. Cá linh. Đó được một mớ cá linh nè. Có cái thao rồi đâu đỡ. Cái gỗ. Con cá này là cá trèn. Khô cá trèn làm ngon lắm á. Cái này cá kết. Cái kết này cá trèn anh. Có ngạnh không? Em cầm cái sao? Ôi xong. Ngạnh. Không sao. Cá linh nè. Và ba con sót lại nha Phong nha. Đổ gì tối có... Tối có lạnh không anh Trào? Không, mùa mà năm nay sao mà không có gió lạnh bọng chân á, có mùa rồi á. Có lạnh với lạnh cũng quen. Cái phần mình đi với cũng quen. Mỗi một xuồng như thế là mình sẽ đi mấy người anh Trào? Một người chạy, một người xuống đổ ha. Dạ, một người lựa, người đổ. Có cái linh. Vậy thì anh Trào có vợ chưa ta? Có rồi, có vợ. Hai vợ chồng đi hả? Dạ. Ồ, có cái linh nữa kìa. À, này nhiều cá nè. Ồ, này là chạy mạnh rồi đó hả anh Tuấn? Đổ hồi sáng rồi. Rồi mà chạy lại về. Mấy cái rổ. Linh ép mội rồi lưới đây nè. Đó ổ con cá ép mội nè. Đây nè. Cá này mồi gọi một đú chạy mất luôn. Không biết cá ép mội không ta? Cá ép mội hôm trước mình ăn đó không? Em thấy cái nhỏ là mê à. Có cá lô kiến rồi kìa. Cá lô kiến con. Kiến đổ vô kia đổ một cái chạy vô mười mấy con nào nó vậy nè. Lần đầu tiên được cầm con cá linh nè. Mùa đầu tiên mùa nước đầu tiên á. Em thả cái này nha. Một cái giống như thế là này là chạy mạnh rồi đó hả anh Trào? Dạ, nó mới đổ hồi nãy mà đổ loại gì là có chạy mạnh rồi đó. tụi em may mắn đó. Cua chén chẳng là gì đó. Đâu? Cũng chẳng đấy. 4-5 người. Ở đâu ta? Thật ra thì những người mà làm nghề đánh bắt này nè chỉ sợ lỗ thôi chứ không bao giờ sợ đói. Sợ không đủ tiếng săn thôi. Không? Tôi cuốn rồi. Nước này giờ nó không biết về đi đâu. Nằm chưa chặn ba ống ngày nữa xong rồi rút. Bán đổ có không chú? Bán có rồi. Cái giờ có đổ rồi. Không đổ luôn hả? Ừ. Cái nó bán 100 mấy gì vậy? 40 cái lưới giống. Chú đang di chuyển vớt mình đi hả? Có cá không chú? Cá xỉu. Bên đây. Rổ đó hả? Ờ, nước cạn. Hai cha con hả chú hả? Ừ. Ồ, cá linh. Cá linh ít quá. Ốc nhiều. Ốc. Cua nữa. Có gì bắt nó không? Cái cây này là mình ghim dưới nước thôi chú. Lúa gom gạ nên người ta gọi là nó sẽ gậy dễ gây ngứa lắm. Chân chú nứt chưa? Cái mới mới làm mà. Mới làm mà hả? Ừ. Có thằng con nó làm không ngại. Mới có giờ tiếp. 4-5 ngày nó không xong con rút về. Dạ, con ở K12 nè. Dạ. Rút về nó chia không, về đi Bình Dương. Nước này đổ về Bình Dương hết rồi. Đây ra Bình Dương chơi rồi. Nước nó lên nhảy lên trên này nằm khỏi đỡ giờ vớn nhảy lên nằm đá tôi gan luôn. Mình tính là bằng trời, tính bằng trời gì mình hay mình với trời, mình hay mình với trời gì đó. Lâu một tiếng hết tiếng hơi lẹ không. Chuối tùm lum chứ. Nhiều loại giống. Này có cá này. Cái chốt con nhấp này. Ít quá. Ừ, có mấy con à? Có con cái chạch à. Ốc không à? Ốc sao nó bò vô dữ ta? Không nhiều thôi khỏi đổ ấy. Dở nên vậy là thấy hoang mang thôi nên trào. Thấy buồn. Dở lên là thấy không có cá là thấy trong bụng buồn. Thấy con rắn là mừng nhất hả? Rắn cũng đâu có mắc đâu nè. Mấy chục ngàn ký. Ra thì ngư dân khổ thiệt. Một ký cá linh thì ở đây họ chỉ bán 100 ngàn, 110 ngàn. Nhưng mà ra ngoài chợ thì khoảng bán khoảng gấp 3 lần. Là dạ, khoảng 300 đến 400 thôi. 300 ngàn. Cá lăng nó mua có 50 ra bán có 200. Con cá gì? Cá lăng. Ồ vậy hả? Quá trời ngon luôn. Cái muỗng này là món gì ngon nhất anh? Đút gỏi này kia mà ngon. Ở đây chắc không có đi mua đâu đúng không rau á? Dạ đây rau không mua. Rau đợt rồi bông điển thì để bông điển. Ờ bẻ tiếp đây rồi nó chống nạnh á. Rồi qua đó nó chuồng chắc còn à. Sao không? Chuồng này là quạt cái gì? Mà chắc không chết đuối đâu sợ. Cạn. Hái nghe giòn gụm luôn á. Ngon. Biết cái linh với bá khôi chứ biết. Chứ bá khôi cái linh đó. Bóp gỏi chấm đó. Trời. Tính đường ngon nghe không? Uống vài xì rượu ha. Lát như thế ra ăn cơm hả đi. Trời ơi. Tại trước lạ sao quen mà anh em mình. Tuần sau tụi em ở với anh một đêm luôn. Dạ. chợ đi ban đêm đi soi chuột, ban đêm như đây nè mấy em soi chuột, bắn cu đồ nhóc ra ban đêm, đêm nào cũng đi chung á thì cái sống đồng quê này thì nó được như vậy á, nó vui lắm. Khi đi mình cũng thấy vui nữa. Nhưng mà khung cảnh là em thấy nó mát rồi đó. Nó hương đồng gió nội mà. Đêm là mấy anh em đêm nào cũng đi tới đây. À, đúng rồi, có một cái đó là người ta săn chuột nha Phong. Săn chuột nó sống ở trên những cái cây á, cây gáo như lúc nãy nó cao cao á. Bắn xuống chĩa. Bắn xuống chĩa chuột rớt xuống nước. À, dữ vậy? Ờ. Nguyên đêm đi rồi dẫn cho đi. Tụi em phải tranh thủ lên mới. 2 tuần nữa. Ờ. 2 tuần nữa sợ nước nó giật lại em cúng giới em về. Hoặc là cố gắng tụi em tranh thủ tuần sau. Dạ, tuần sau được. Thì nằm tới cũng có tuần nữa, nếu mà nước nó lên thì đãi không lên chứ cũng rút về. Tuần nữa được. Đủ ăn rồi. Đủ chưa? Đủ rồi đó. Nhà mình buổi sớm cũng hơi đông nha. Ồ, cá còn mẹ ăn mới. Tính có gì dữ không? Này là cá linh với cá gì cô? Cá linh, cá chị Vinh nè. Mì Vinh à, cá mì Vinh. Giờ mình kho lạc ha. Kho lạc. Rau này là cá làm gì anh? Không giỏi chấm cá kho lạc. Cơm sáng giờ là mình tốn bao nhiêu tiền cô? Chỉ gạo à, cá mắm mình có nhà. Đã đời luôn, bây giờ anh đi hái thêm rau muống rồi nè. Em muốn gỏi bông điển là đủ chưa? Này mà có thêm bông điên điển nữa là chấm kho lạc là nhức nách luôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhiều số cái nồi có nước chấm ra. Mà đưa cái muối được không? Nếu mà lầu gã chân. Cái mình để là chiều mà mình lấy ban cái tre mới thả vô. Muối đâu? Có tiền như nó tạo luôn. Nhiều đó. Cái nước của nó đi. Rồi gã nước đi mà lấy gì mà ăn sao? Ừ. Xả nước nữa. Vậy bơ để muối vô cho nó bớt con muỗng nè. Nó cộng con muỗng ra. Tặng cái tách cũng tỏi từ vô. Dạ không, em chỉ sửa cái am thôi. À, cộng đi. Con tắm con thay đầu thôi. Cái này là con trộn đi sao? Dạ. Kho thêm hả cô? Để ra nồi cho nó rộng. Nãy tiếng lưa không ăn hết 3 cái linh đó, người đấy thả vô cũng nhiều. Cái này là mình bắp chua là mình đổ muối, tỏi với cái gì nữa cô? Đường đồ giấm đồ để vô gì đó ăn ngon. Thì chú chào thứ tư đó. À, anh thứ tư. Anh thứ tư. À, nếu như mà gia đình mình tới 6-7 người mà đi chợ mua cái lượng cá này, cho dù cá rẻ tiền nhất đi chăng nữa thì cũng phải cả 100.000 á, ăn đủ cả ngày. Rồi chưa kể là mua rau nữa ha anh. Nhờ ngày đánh bắt cá cho nên là thiệt ra thì chị sợ không có tiền thôi à. Rau muốn 10 mấy ngàn ký. 10 mấy ngàn ký rau muống đỏ này hả? Rau muống kia, rau muống này dễ à. Rau muống này rẻ, rau muống này. Nhưng mà rau muống này con thấy ngon hơn là rau muống kia. Muống này cộng ngon lắm. Ăn nó sực sực nó đã lắm. Rau muống kia 15.000 ký. Băm tỏi vào tí nữa là trộn với đường, muối. Muối nặng chanh này vô. À dạ. Cô quay qua đây cho tụi con xem đó. Con có thử cách bóp như thế nào cô? Cô đang chắc nước ra nè. Đây là cách bóp gọi rau muống chua kiểu miền Tây. Cái miền Tây. Dạ. Món này ngồi ăn cá kho lạc ra thì còn ăn một món cực kỳ ngon, đó là thịt kho rượu á. Kho với trứng. Chấm ăn là số 1 luôn. Khi mà mình quay cái đoạn băng này á, chắc chắn mọi người sẽ có rất là nhiều bình luận, chắc chắn nói về chuyện tại sao sử dụng nước ở dưới dòng kênh này. Nhưng mà cái nếp sinh hoạt với người dân ở đây thì đâu có gì đâu, đúng không anh? Đúng rồi. Sử dụng cả nước dưới kênh này để sinh hoạt luôn. Nấu nướng ở dưới này luôn cô ha? Nước mình nấu mình lóng phèn. Lóng phèn đổi thì uống nước đổi. Còn ở nhà thì có bình, có tủ lọc á. Mua tủ lọc uống khỏi đổi. Tủ lọc ra quá rồi đổi đây uống. Còn ăn uống gì lóng phèn. Dạ chắc tụi con xin phép nha. Ăn cơm hả đi? Dạ thôi để bữa khác ấy Tùng. Ăn đi. Bữa nào nó tới đây ăn cơm đi. Dạ được rồi, anh chào ơi, tụi em còn. Dạ được rồi cô ơi. Làm là làm đi, ăn chén cơm đi hả đi. Chén đi Bích. Con ra đây. Ở phía trước mọi người đây là một cái khu chợ Chòm Hởm, mà hay còn gọi là khu chợ mà chỉ bán vào đúng một cái khung giờ nhất định thôi. Và chợ này thì sầm uất và đông đúc vào những cái thời điểm này, thời điểm mà mùa nước đang lên. Ở phía sau này thì nước đang lên nè mọi người. Đây là những cái sản vật mà bà con đánh bắt nhờ mùa nước nổi ạ. Mình có thể cho mọi người xem nha. Đây là lương. Con lương thì khá là bự ạ, kích thước ạ. Còn đây là lương size nhỏ. Còn ở miền Tây thì đặc sản là bông súng. Và phía trước mọi người đây là anh Bùi Hồ và anh Cao Hớm đang lựa mua ốc để về làm hai món, đó là ốc nướng tiêu và ốc hấp xả. Theo như chị gái chia sẻ là ốc 30.000 1 kg. Bên đây là cua nè, cua đồng nè. Cua này mà đem giả thì rất là ngon. Giá thì cũng 70.000. Còn bên này là cá lấu kiến, một cái loại cá mà hồi xưa khi mà nhập vào Việt Nam á, với một cái mục đích đó là để dọn sạch các bể cá. Sau này nó ra ngoài tự nhiên thì sinh sản rất là nhiều. 3,5 kg. Ở chị gái bán ốc mà tay đeo vàng đỏ tay luôn nè. Đeo 2 cái lách, 1 cái nhẫn. 3 tháng hè. Bình thường thì em đi qua Tân Hồng á, em hay gặp cái chợ mình, nhưng mà chỉ có cái mùa này nó mới nhiều hàng như vậy hả chị? Ừ, cái mùa nước là nhiều, có nhiều đồ ngon. Ốc nè, cua nè, cá nè. Vậy thì diễn ra vào tháng mấy là mùa nước nổi ạ? Tháng 7. Bắt đầu vô tháng 7, tháng 6 là đâu có đồ rồi. Có cá rồi. Có một cái sản vật mà bà con nói tới mùa nước nổi đó là cá linh. Thì nãy giờ em chưa thấy con cá linh nào ở đây hết à? Cá linh gần hết mùa rồi. À. Dạ bây giờ thí dụ có còn đi chăng nữa thì cũng còn chút đỉnh. Cũng còn chút đỉnh rồi, khách có đặt rồi mình mới căng. Nãy 3 kg này, 2 kg này nhớ nè. 5 kg rồi, ok, 5 kg ốc thì chiều về nhậu ha. 40. Từ đi, từ tính sau. Đưa cái gỗ qua chị coi. Bây giờ mình đem này đem gặm được mấy ngày ta? 2 ngày cũng được nữa. Ở bên này là rắn nè, rắn rất là nhiều, rắn bông súng, rắn nước, chim cò luôn. Chuột, thậm chí chuột đồng kìa. Khi mà nước lên ấy, thì chuột nó phải chạy lên bờ. Thì những cái bờ chỗ nào mà nước cạn ấy, thì có 2 hình thức bắt chuột. Một là bẫy, hình thức thứ 2 đó là bắn nha mọi người. Ban đêm thì những người nông dân sẽ chèo cái chiếc xuồng ra và dùng một số cái ná để bắn. Mình lúc đầu thì mình không có tin rằng việc bắt chuột bằng ná, nhưng mà sau này thì mình đã từng chứng kiến một vài lần rồi, cho nên là sau này mình cũng khá bất ngờ về cái hình thức bắt chuột như vậy. Anh Hồ, bắt chuột ban đêm là mình dùng nám mà bắn đúng không? Người ta dùng chĩa đâm hoặc là người ta sẽ dùng đạn ná mà bắn. Lấy hết trơn rồi đó. Cái này là mình lấy từ bên Campuchia về. Dạ. Bông súng cũng là bên Cam hay bên mình? Súng thì ở đây đem về anh. Ở ngoài này ta đem vô ta bán cho mình. Còn ốc thì bên Cam. Dạ, ốc bên Cam về đó. Cam nguyên nhà ốc bên đó đó. Nhưng mà giờ dịch thì sao mình vận chuyển được? Ở chợ thì nó có giấy tép với chích ngừa rồi đó anh. Đi xuống. Được mình. Nhìn cái hình ảnh này tự nhiên có thích thú về miền Tây ghê. Cảm ơn chị gái ha. Yeah. Có dịp bà con đi vào mùa nước nổi, đi ngang qua các cái huyện như là Mộc Hóa, Tân Hồng, Hồng Ngự Tân Châu, thậm chí là cả Châu Đốc sẽ bắt gặp những cái chợ như thế này. Những cái chợ mà chỉ đến hẹn lại lên, vào những cái tháng mà nước lên thì những cái chợ sẽ sầm uất. Và hôm nay một lần nữa cũng chia sẻ với mọi người, và cũng không biết rằng là khoảng 5 năm hoặc 10 năm nữa thì những cái hình ảnh này có biết có còn tồn tại hay không. Tuy nhiên thì mình xin phép ghi cái đoạn clip này để vài năm nữa mình có thể xem lại, hoặc là những cái thế hệ sau, con cháu của mọi người có thể nhìn thấy được rằng là hồi xưa miền Tây đã từng có những cái khung cảnh như vậy.